Kính chào quý vị và quý đồng nghiệp, quý vị đang theo dõi bản tin Vinaconex News số đặc biệt của tháng 9. Chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 27 tháng 9 năm 1988, 27 tháng 9 năm 2020. Trước hết, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chính của ngày hôm nay. Vinaconex đứng top 1 về lợi nhuận trong lĩnh vực xây dựng của Việt Nam theo báo cáo mới nhất của Vietnam Report. Vinaconex và những điều chưa bao giờ kể. Đảm bảo thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế trên công trường Vinaconex. Chiều ngày 25 tháng 9 năm 2020, Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Tổng Công ty ngày 27 tháng 9 năm 1988, ngày 27 tháng 9 năm 2020. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Đào Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty. Ông Nguyễn Xuân Đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Các đồng chí là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các ban chức năng Tổng Công ty và lãnh đạo các đơn vị thành viên. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã ôn lại chặng đường 32 năm xây dựng và trưởng thành của Vinaconex cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới. Sau gần 2 năm vận hành theo cơ cấu sở hữu mới, Vinaconex đã liên tục góp mặt trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, top 10 nhà thầu uy tín nhất Việt Nam, vươn lên vị trí số 1 ngành xây dựng trong top 500 doanh nghiệp tư nhân đạt lợi nhuận tốt nhất năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bên cạnh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc những hy sinh, cống hiến của các thế hệ người lao động Vinaconex trong suốt những năm tháng qua, đồng chí Đào Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty nhấn mạnh, trước vận hội mới, trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, Tổng Công ty sẽ tiếp tục đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng phát triển hình ảnh thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của một tổng công ty lớn, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản vào năm 2025, đóng góp nhiều hơn nữa những giá trị vật chất, văn hóa cho xã hội, mang lại lợi ích cho cổ đông và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Nơi đâu có Vinaconex, nơi ấy có niềm tin và hy vọng, cùng những công trình vươn cao khắp mọi miền Tổ quốc. Để xây dựng được một doanh nghiệp đầy tự hào như ngày hôm nay, Vinaconex đã trải qua 32 năm hình thành và phát triển với biết bao thăng trầm. Mời quý vị cùng điểm qua những mốc lịch sử đáng nhớ của Vinaconex. Tiền thân là Công ty Dịch vụ và Xây dựng nước ngoài, Vinaconex được thành lập vào ngày 27 tháng 9 năm 1988 nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý lực lượng lao động của ngành xây dựng ở nước ngoài mà chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng. Là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được chính phủ thí điểm cổ phần hóa toàn tổng công ty, ngày 1 tháng 12 năm 2006 đã trở thành mốc thời gian quan trọng đánh dấu sự kiện Vinaconex chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần hoạt động đa doanh trên lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản và đầu tư. Tháng 12 năm 2018, thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp của chính phủ, nhà nước đã thoái vốn thành công tại tổng công ty, thu về cho ngân sách gần 10.000 tỷ đồng. Cũng là bước ngoặt lịch sử của tổng công ty khi chuyển sang giai đoạn mới, doanh nghiệp không còn vốn nhà nước. Trước vận hội mới, nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Vinaconex vẫn đang tiếp nối truyền thống anh hùng lao động, tiếp tục hiện thực hóa ước mơ, khát vọng của mọi đối tác và của chính Vinaconex và đón chào một khởi đầu mới. Sau gần 2 năm vận hành theo cơ cấu sở hữu mới, hoạt động trên 3 trụ cột chính là xây dựng, bất động sản và đầu tư. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo, phối hợp hiệu quả giữa Đảng bộ Tổng Công ty, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các tổ chức đoàn thể, Vinaconex tiếp tục tạo dựng được niềm tin cùng uy tín trong xã hội. Theo thông tin mới nhất từ Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam, Vietnam Report, Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex, mã chứng khoán VCG, vinh dự góp mặt trong top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất năm 2020, đồng thời xếp vị trí thứ nhất ngành xây dựng trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất kỳ công bố năm 2020. Đây là một kết quả rất đáng tự hào của Vinaconex trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động mạnh tới tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Thưa quý vị, suốt 32 năm qua, trên cương vị nhà thầu chính, tổng thầu, nhà đầu tư, Vinaconex đã thực hiện hàng nghìn công trình phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bao nhiêu công trình là ngần đấy kỷ niệm, ngần đấy niềm tự hào, niềm tin đi đôi với trách nhiệm. Chúng ta hãy cùng chia sẻ những câu chuyện chưa bao giờ kể nhân kỷ niệm thành lập 32 năm Vinaconex. Sáng ngày 3 tháng 10 năm 2010,
đã trở thành mốc son ghi dấu trong lòng nhân dân Hà Nội và tập thể hàng chục nghìn cán bộ công nhân viên Vinaconex khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gắn biển Đại lộ Thăng Long, công trình giao thông trọng điểm quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội và phát lệnh thông xe trên toàn tuyến. Nhắc đến Đại lộ Thăng Long là nhắc đến Vinaconex trên cương vị kép là tổng thầu thi công toàn bộ dự án và đại diện chủ đầu tư. Đối với ngành giao thông vận tải, thì Đại lộ Thăng Long là tuyến đường cao tốc đô thị đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam do các kỹ sư và nhà thầu trong nước thiết kế và thi công, giữ kỷ lục là đại lộ dài nhất và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Nhưng ít ai biết, khởi đầu của niềm tự hào đó lại phải đương đầu với không ít gian nan. Tức là trận lũ lịch sử là tháng 11 năm 2008, khi đó mà dự án đường láng là bắt đầu vào thi công ồ ạt. Vừa mới triển khai thi công thì có trận lũ lịch sử là ngập trắng băng hết, tất cả các thiết bị là chìm trong biển nước, và hôm sau ra công trường là phải đi bằng thuyền. Thì ra lúc đó là toàn bộ thiết bị là chỉ dơ cần lên và nhìn thấy cái phần trên là ngập, còn lại là ngập hết. Rồi vật tư, máy móc, rồi là lán trại đều là bị ngập hết. Sau đó thì chúng tôi phải mất khoảng một tháng thì mới bắt đầu thi công lại tiếp được. Thì cái trận đó là tổng thiệt hại cũng phải hơn 100 tỷ đồng. Trong khi đó thì bảo hiểm công trình thì bồi thường cũng không được nhiều. Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, một lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi công nhân phải làm việc vào ban đêm, ngoài trời, trên cao, dưới lòng đất hay trong môi trường bụi bặm, tiếng ồn. Vinaconex luôn đặt vấn đề an toàn lao động lên hàng đầu trên mọi công trình. Tuy nhiên cũng có những thời điểm không tránh khỏi những tình huống thoát tim. Vinaconex cũng xây dựng và sửa chữa cái silo xi măng tại Hoành Bồ, Quảng Ninh. Thì đầu tiên là tiếp nhận cái cốt pha leo, cốt pha trượt của Hàn Quốc, công nghệ cốt pha trượt của Hàn Quốc. Thì trong quá trình trượt cái đấy thì sửa chữa cái đấy thì nhà máy vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà cái điều kiện mà sửa chữa rất là khó khăn, cái mặt bằng rất là chật chội. Khi mà chúng tôi sửa chữa xong silo xong rồi mà tháo cái phần cốt pha ra là cái cực kỳ nguy hiểm, bởi nó quá một cái miếng cuối cùng nó quá chật chội, xảy ra một cái sơ suất thôi thì cái nhà máy nó có thể ngừng hoạt động, thì cái chi phí tốn kém đền bù nó rất là lớn. Tôi cũng đứng ở trên đấy cùng với anh em để động viên anh em, tinh thần anh em, tất cả các biện pháp an toàn tôi đưa ra là anh em phải thực hiện nghiêm túc, và cũng giám sát anh em để làm quá trình để đưa cái tấm cuối cùng ra. Nhưng mà cái kỷ niệm lớn nhất là khi mà vừa đưa xuống xong thì có một cái trận mưa cực kỳ lớn, nó mưa rất là to, rông mưa rất là dài, kinh khủng khiếp. Và nếu mà nó mưa trước 5-10 phút nữa thì có lẽ chúng tôi không thể đưa cái tấm ra được, không biết chúng tôi đứng đến bao giờ. Đấy là cái tôi nghĩ là trời thương anh em tôi vất vả. Cuộc sống trên công trường vất vả, nhưng nhiều niềm vui và tiếng cười. Nhiều gương mặt của người lao động Vinaconex đã đen sạm đi, mái tóc cũng bạc đi như màu của đất cát nơi công trường. Thế nhưng niềm tự hào thì vẫn không ngừng ánh lên trong từng ánh mắt nụ cười, trong từng câu chuyện thân thương mỗi khi nói về Vinaconex. Có những câu chuyện, những kỷ niệm lại vô cùng giản dị và chân chất như chính con người nơi đây. Dự án ở dưới Hà Đông thì dự án ấy cũng không quá xa tổng công ty. Thì lãnh đạo phụ trách trực tiếp là phó tổng giám đốc thì đến công trường rất là bất ngờ, làm anh em kỹ sư hiện trường rất là ngạc nhiên, tại vì sếp đến mà không báo trước, không thông báo cho ban điều hành dự án, không thông báo gì cả, coi như sếp đến kiểm tra và nắm tình hình thực tế tại dự án. Điều đó thể hiện cái sự quan tâm của lãnh đạo tổng công ty đối với lại dự án, và làm cho những kỹ sư hiện trường như tôi có cái trách nhiệm lớn hơn đối với lại dự án của mình đang tham gia. Ở tổng ty có những cái gọi là cái buổi chào cờ đầu tuần, những ai sinh nhật trong tuần sẽ lên trên khán đài, và chính đích thân lãnh đạo tổng ty sẽ giao những phần quà cho những người sinh nhật trong tuần, rất ý nghĩa chị ạ. Đối với người lao động của Vinaconex, công trường chính là ngôi nhà thứ hai, bạn bè đồng nghiệp chính là gia đình thứ hai. Mỗi công trình là một phần tuổi trẻ, một phần đam mê và có khi còn có cả máu và nước mắt. Mỗi công trình sắp hoàn thiện là người xây dựng lại hát vang. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới.
Vinaconex chúng tôi tự hào xây dựng được đội ngũ kỹ sư công nhân yêu nghề, đủ đức đủ tài, đội ngũ người lao động cháy bỏng với đam mê nhiệt huyết. Những con người này chính là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của Vinaconex. Xin gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể cán bộ công nhân viên của Vinaconex. Vinaconex sẽ nỗ lực hơn nữa để tiềm năng trên mọi lĩnh vực sẽ được khơi dậy và phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế của Vinaconex, một thương hiệu của niềm tin. Nhằm mục tiêu giao lưu, học hỏi công nghệ, trao đổi kinh nghiệm với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản của Việt Nam và trên thế giới, ngày 23 tháng 9, đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex đã tham dự Hội thảo Quốc tế Khoa học và Kỹ thuật lần thứ 23 với chủ đề Xây dựng kiến tạo môi trường sống 2020, gọi tắt là Form 2020, được tổ chức tại Đại học Xây dựng. Đại diện Vinaconex góp mặt tại Hội thảo Form 2020 có ông Nguyễn Khắc Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và ông Lại Đức Toàn, Phó Giám đốc Ban Xây dựng. Hội thảo Form 2020 được phối hợp tổ chức bởi 4 trường đại học, trong đó có Trường Đại học Xây dựng Moscow, Liên bang Nga. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hội thảo năm nay được tổ chức trực tuyến với khoảng 500 đại biểu tham dự, đặc biệt là các nhà khoa học và nghiên cứu hàng đầu từ hơn 25 quốc gia trên thế giới. Chủ đề của Form 2020 liên quan tới các khía cạnh kỹ thuật và công nghệ để các tòa nhà và kết cấu trở nên an toàn, thông minh và thân thiện với môi trường hơn. Đây cũng chính là vấn đề Vinaconex luôn chú trọng trong các công trình mà Tổng Công ty xây dựng và đầu tư, hướng tới việc hình thành môi trường sống bền vững. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Đối với Vinaconex, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi công tại các công trình, dự án luôn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Và dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2, 93 Láng Hạ do Công ty Cổ phần Vinaconex Invest, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng là một trong những ví dụ cụ thể. Trong giai đoạn dịch COVID-19 vừa qua, thì công trường tại dự án 93 Láng Hạ vẫn triển khai thi công bình thường. Chúng tôi tuân thủ tất cả mọi biện pháp an toàn phòng dịch theo quy định của chính phủ và chính quyền địa phương, kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác khai báo y tế, đảm bảo tất cả các điều kiện làm việc của công nhân về khoảng cách an toàn trong quá trình làm việc. Công nhân được phát khẩu trang, được khử khuẩn trong đó quá trình làm việc và khử trùng công trường định kỳ hàng tuần. Vì thế nên tất cả các công tác thi công tại hiện trường không bị gián đoạn và tiến độ của dự án đã vượt 25 ngày so với kế hoạch ban đầu đặt ra. Và đến thời điểm này thì chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện những cái biện pháp đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch Covid vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp trong giai đoạn tới. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và dự án, đòi hỏi mỗi cá nhân người lao động cần tuân thủ chặt chẽ những quy định về phòng chống dịch bệnh và an toàn lao động trên công trình. Từ khi dịch bệnh xảy ra thì bản thân tôi và cũng như anh em công nhân thi công trực tiếp trên công trình của Vina 12 tại 93 Láng Hạ thì cũng ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, cũng như là cái phòng chống dịch chung của toàn dân, thì chúng tôi cũng đã được ban chỉ huy công trường cũng như trên công ty huấn luyện hướng dẫn cách phòng chống dịch. Cụ thể là trên công trường thì được sát khuẩn, rồi đeo khẩu trang, phát khẩu trang, cũng như là hướng dẫn cái giãn cách trong quá trình thi công làm việc trên công trường. Từ đó thì cũng vẫn đảm bảo được cái hiệu suất lao động cũng như cái kết quả làm việc và tiến độ trong thi công của công trường. Ngay từ đầu năm, đối diện với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bám sát chỉ đạo của chính phủ, hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Y tế, Vinaconex đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh để chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh xuyên suốt từ tổng công ty đến các đơn vị thành viên, công trường, dự án, sản xuất kinh doanh an toàn theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài việc đảm bảo an toàn phòng dịch cho người lao động, Đảng ủy, Ban điều hành, Công đoàn Tổng công ty Vinaconex cũng đã phối hợp trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân viên lao động tại các đơn vị thành viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19, lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của Vinaconex. Thưa quý vị, con người Vinaconex không bao giờ hài lòng với những gì mình đã làm được, bởi khát vọng vươn tầm trong họ luôn rực cháy. Kinh nghiệm, tâm huyết của thế hệ đi trước sẽ truyền lửa cho sức trẻ và trí tuệ của lớp lớp thế hệ hôm nay, để Vinaconex vững vàng niềm tin về một tương lai tươi sáng, vươn tới những tầm cao mới cùng với kinh tế Việt Nam xác lập nên vị thế quan trọng trên trường quốc tế, với mục tiêu xây những giá trị, dựng những ước mơ. Bản tin Vinaconex News số đặc biệt xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và quý đồng nghiệp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.